Ồ, bầu cử ở Oregon thật tuyệt. Các lá phiếu được gửi đi vài tuần trước ngày bầu cử, và mỗi phong bì lá phiếu sẽ có mã vạch riêng. Chúng ta có thể bỏ phiếu bầu của mình vào hộp thư hoặc hộp thu nhận của USPS nếu lá phiếu đó được đóng dấu bưu điện vào ngày hoặc trước ngày bầu cử. Chúng ta có thể đưa lá phiếu đến nơi bỏ phiếu chính thức trước 8 giờ tối vào đêm bầu cử. Sau đó chúng ta có thể quan sát quy trình. Nhưng kìa, rất nhiều cử tri tại Oregon. Đầu tiên, các lá phiếu được đánh dấu đã nhận trên hệ thống ghi danh cử tri. Sau đó chữ ký được xác thực. Hiện tại tôi đang rất vui mừng. Tôi nghĩ mình có thể bay lên ngay lúc này. Sau khi tất cả các lá phiếu đã được kiểm đếm và có kết quả, chúng sẽ được tải lên trang web kết quả của tiểu bang. Nhưng đó không phải là tất cả. Các viên chức bầu cử thực hiện kiểm tra lần cuối trước khi chứng nhận kết quả. Tôi cảm thấy thật tuyệt, như thể mình đang chuẩn bị nhảy múa trên cầu Citron vậy.